hai người đứng ở hai đầu cầu nè, tức là chuẩn bị tiến đến với nhau nè. Chắc phải để ra để sau rồi gói lại thôi. Chào các bạn này. Dạ. Và bây giờ cái môi trường nó cũng có cái sự nó tắt hơn một chút. Dạ. Quyết định là tăng cái suất của các bạn lên mỗi dạ. mỗi một ngày mỗi bạn là 20.000. Dạ. Ờ, trước là 1.2 rồi 1.4. Dạ. Đưa các bạn lên. À, chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị. Tại những nhóm mà. Tay mừng nha. Thế ai là thủ quỹ thì à đâu rồi? Cả thủ quỹ là hai bầu bây giờ phải bầu đi. Em đề nghị bầu gà tây đi. Em bầu gà tây, em bầu gà tây. Em dạ, không có rồi, má ơi, bốn phiếu, bốn phiếu. Không, chưa, từ. Vì thủ quỹ thì là nên là nữ. Các bạn nữ không ai tưởng tượng thì mình phải chọn đi. Bố bạn nam chọn một bạn đi. Ok, đúng rồi. Bạn để xem cái mặt nào có thể giữ được tiền. Mặt anh Giang nó đẹp, mặt anh Giang nó đẹp. Mặt Giang thì mới phải giữ tiền, không ai lấy được. Bồ câu nhá. Bồ câu. Bồ câu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ai bồ câu cho tay? Em 1, 2, 3, 4, rồi thôi đủ rồi, không có phiếu nữa sao? Ờ, vậy thì bồ câu ghé xe rồi. Chúc mừng. Chúc mừng bồ câu. Tháng 3, ba cô thì là lá thì có vẻ là nói nhiều hơn thì gây ấn tượng nhiều hơn. Nhưng mà khi để một người làm thủ quỹ thì bồ câu thì được hơn. Khi mà bồ câu làm thủ quỹ thì em cảm thấy là yên tâm. Rời làng gốm Phù Lãng, hôm nay chiếc xe hồng đưa các bạn đến một vùng đất du lịch nổi tiếng của miền Bắc. Đó là thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nằm cách Hà Nội khoảng 180 km về phía đông bắc. Hạ Long là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, một trong ba tam giác kinh tế của miền Bắc, bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng. Vịnh Hạ Long là một phần vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn, gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ. Đảo của Vịnh Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo kiến thạch, có tuổi kiến tạo địa chất từ 250 đến 280 triệu năm và có các hang động đẹp kỳ vĩ. Năm 1994, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Không bỏ phí thời gian, sau khi ổn định chỗ ở, các bạn trẻ lập tức lên tàu đi thăm vịnh. Với những người đang tìm kiếm tình yêu, hòn trống mái, biểu tượng của Vịnh Hạ Long cũng được biến thành cái cớ cho người ta gợi chuyện. Đang chuẩn bị hôn nhau. Hòn trống mái, người ta nói hòn trống mái. Anh thấy không giống trong má, thấy giống người, đang nhìn nhau. Đang chui môi ra kìa đó mà. Ra ngoài đi rồi. Đây mà đang chui môi cho bị hùng lên. Đó, cái nổi tiếng luôn. Đâu, phải đâu, mái đâu. Mái, mái ở bên phải, trong ở bên ngoài. Bên trái. Bên là bên trái. Dạ, bên này con trống, bên này con mái. Mì không vòng vo, anh có cách làm quen với lá rất mạnh bạo. Anh giỏi anh. Anh đẩy đi. Đâu anh chịu với em đi. Anh chú em kìa vậy. Em vẫn còn nhiều điều mà em chưa biết. Em em gì về thiên nhiên giống như. Anh cứ đẩy em về đây vậy. Em ạ, đừng, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Không phải. Đấy, thôi, xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Để em xuống. Anh này, anh đẩy anh lên. Có vẻ sự mạnh bạo của mì khá phù hợp với lá. Chỉ ít phút sau đây đã là cặp bài trùng, rất giỏi tung hứng chọc người khác. Mây bay vào bồ câu hay bồ câu bay vào mây? Nói chung là hai bên lao vào nhau. Lao vào nhau à? Mây đâm đầu. À, lao vào nhau. Bây giờ mọi người dự đoán kết quả thì xem mà cái gì bị nát? Mây bị nát. Mây bị nát. Bồ câu bay qua vẻ mặt bình thường. Mây thật ra nó. Anh đừng có chọc em. Để em nói. Ok, em nói đi à? Em giận anh rồi. Lại giận em rồi. Mà rút cuộc rồi, bồ câu còn nguyên hay là mây còn nguyên? Cả hai. Nhưng có những người không tấn công ngay đối tượng như mì. Cách khôn ngoan của cựu binh là ngủ để chờ cơ hội. Tạm rời vịnh với những hòn đảo nhấp nhô trên biển cùng những câu chuyện phiếm tưởng như không bao giờ chấm dứt. Các bạn lên thâm động Thiên Cung, nằm ở phía tây nam vịnh Hạ Long, cách bến tàu du lịch 4 km, trên đảo Đầu Gỗ, cách 25 m so với mực nước biển. Động Thiên Cung được phát hiện năm 1993. Với diện tích rộng tới hơn 3.000 m², được chia làm 3 ngăn với hàng ngàn nhũ đá. Đây với hơn 2 triệu năm tuổi. Đến ngăn thứ hai của hang động của động Thiên Cung. Mang những hình thù kỳ lạ, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ bí vừa không kém phần hùng vĩ. Giảm nhiệt độ xuống đây nhiều người quá nên nóng. Mượn cớ cảnh đẹp để có điều kiện chụp hình riêng với từng người cũng là một cách để gà tây kết thân với các cô gái. Với mì tôm cải cúc thì đâu cũng có thể là chỗ để anh tạo dáng.
lá đứng chỗ này mới ghê. Còn Uno, hình như chàng trai Hà Nội này có vẻ không có nhiều kinh nghiệm để lấy lòng các cô gái. Đầu tiên là hỏi tuổi. À, em mới quen em tầm 7 rồi. Em lên 54, em sinh năm 88. Quên mất là 87. Em sinh năm 90. Thôi đi, toàn cơ sừng làm ngày sợ. Rồi tiếp đến là... Anh đi chậm chậm thôi, nắng nè. Không phải anh đi chậm đâu mà chân em ngắn. Tôi sẽ hỏi các bạn về ấn tượng về những thành viên mới mà là nam. Đầu tiên em phải ấn tượng với cái tên của anh Mì Tôm Cái Cúc. Đúng rồi. Dài quá, mỗi lần mà muốn nhắc tới anh này chắc phải lấy hơi dữ lắm. Không, mỗi lần nhắc thôi tới anh này... Thôi mà em nghĩ gọi mì tôm thôi. Không không, tên chính là Cúc đấy chứ. Không phải là Tôm đâu, tự nhiên anh Tôm ơi khác hẳn. Tên là Cúc. Cậu này có vẻ rất là mạnh mẽ. Đúng, Vân cũng thấy rằng là... Trước tiên thì thấy ảnh xuất hiện, cái cách thể hiện của ảnh để giới thiệu về cái tên của ảnh. Và sau đấy thì ảnh... phải cho Vân nói là Vân rất là ngỡ ngàng khi tất cả các thành viên mới vừa gia nhập thì lại thấy rằng tất cả mọi người bắt nhịp ngay. Đúng rồi. Thì cái điều đó là cái điều mà Vân cảm thấy rất là vui khi mà thấy được cái tiến triển nó phát triển nhanh như thế. Buổi đi chơi vịnh hôm ấy cũng khiến mọi người có thêm một phát hiện. Bãi biển với hàng ngàn người tắm mỗi ngày, với hàng trăm con tàu du lịch chạy trên vịnh đã khiến vịnh phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất: rác bẩn. Thói quen xả rác xuống biển hoặc vùi trên cát khiến mỗi sáng khi thủy triều rút đi là cả một khung cảnh như thế này hiện ra. Như một hoạt động thiết thực để kêu gọi làm sạch biển và gián tiếp ủng hộ Vịnh Hạ Long trở thành 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, 7 thành viên đã cùng đoàn thanh niên thành phố Hạ Long, nhà tài trợ Double Min quyết định tổ chức buổi vệ sinh làm sạch bãi biển vào sáng ngày hôm sau. Nó kẹt gì ở đây? Cho anh đi. Em đưa cho mình, anh cắn một vết lõm đi cho nó có mặt trái mặt phải. Nè, để em chỉ cho mặt trái mặt phải. Đừng là đường chứ không mình cũng được. Mặt này còn tròn, trái. Yeah rồi. Xong rồi đâu. Ok. Ờ hay. Trời ơi, anh may vô tính nha. Kìa. Làm việc tích cực nhất nhưng cũng là người nhớ nhất mục đích của mình trên hành trình. Gà Tây bắt đầu thử tỏ ý quan tâm đến lá, nhưng phản ứng nhận lại có vẻ không tích cực lắm. Không, anh đi đeo chị quẹt đi. Mượn quàng của lá là phải quẹt cho lá chứ. Anh đổi nhanh lên. Ừ, nhanh, nhanh à. Nhưng đúng là quan tâm kiểu này thì phản ứng không tích cực của lá cũng là dễ hiểu. Đổi nhanh đó, em kêu đổi nhanh. Em kêu đổi nhanh. Còn chàng Mây, nhà nghiên cứu mọi hiện tượng trong cuộc sống, tất nhiên không thể bỏ phí cơ hội này. Từ từ để mình xem nó là cái gì. Học theo kinh nghiệm của Mây, lát sau bộ câu cũng có thu hoạch được thành quả. Cái gì? Dạ, phần thưởng của rác thải. Vẫn còn xài được. Tụi em có thể tái sử dụng được từ rác. Nắng lên, các cô gái đều có vẻ mệt. Đó mới là lúc chàng Gà Tây của chúng ta trổ tài với ý tưởng một bức tường chắn nắng, biết di động, thông minh và cả lăng như thế này. À không, mấy em quay lại quạt lên giúp anh chứ. Không, xong mình cộng đi. Ba em cộng bao bốn anh ha. À, đó. Một câu dễ thương quá. À. Trời ơi anh ba. Hồ du ta nào, hồ du ta nào. Cái hoạt động của em chỉ là có hình thức kêu gọi thôi, chủ yếu là ý thức nữa. Vì nếu mà mọi người không ý thức thì không thể nào mà dọn sạch hết rác được. Đúng như suy nghĩ của Gà Tây, hành động của các bạn trẻ chỉ mang tính kêu gọi. Biển sẽ không thể sạch nếu con người thiếu ý thức giữ gìn và bảo vệ cho nó. Có nên chăng việc mỗi tuần một lần hoặc ít nhất một tháng một lần, không chỉ Vịnh Hạ Long mà tại tất cả các bãi biển, người dân và khách du lịch tổ chức những buổi làm sạch biển như một hoạt động tình nguyện định kỳ để dần thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh biển của mọi người, để chúng ta không còn phải chứng kiến những hình ảnh này. Xin hỏi Thanh Vân là, Thanh Vân như thế nào nhỉ? Có hay tham gia những chương trình như thế? Em thì vẫn thích tham gia vào những cái hoạt động như thế. Dĩ nhiên là khi mà mình được góp một cái phần vào để làm cho đất nước mình đẹp hơn thì tại sao không, đúng không anh? Đúng. Và rồi. Em nghĩ rằng là tất cả các bạn đã làm một cái việc rất là tốt. Đúng như bạn Gà Tây nói, chỉ mang ý nghĩa kêu gọi là chính. Đúng. Còn với
người nguồn nhân lực. Đúng không? Nguồn nhân lực như vậy thì làm sẽ không xuể được. Và càng không xuể hơn khi mà chúng ta vừa nhập đi thì buổi chiều lại có người xả ra như vậy. Tối hôm đó, ba cô gái biểu diễn tài đảm đang của mình với các chàng trai bằng một món đặc biệt. Hôm nay không ăn cơm, hôm nay ăn mì. Ăn mì cho nó kinh tế, hết tiền rồi. Lẩu mì tôm. Không phải là rau tôm nấu với ruột bầu. Nồi nước lẩu này chỉ đơn giản là nước sôi ninh với các gói muối gia vị trong gói mì. Nước lẩu này đơn giản lắm anh. Chỉ có bột nêm với lại mấy cái vịt bột nêm ở trong mì á. Với lại có thêm tắc. Rồi một ít bột ngọt. Rồi khuấy đều lên. Có lẽ nó chưa tan. Mà chi phí với hai là xương thì nó chín rất lâu. Tuy không đến mức chồng chan vợ hút gật đầu khen ngon, nhưng chàng trai nào cũng suýt xoa thế này. Quá ngon, nhìn quá ngon. Quá thịt sọ. Dạ em chưa bao giờ ăn đồ lẩu như thế này. Quá ngon. Gà Tây có thêm cách chăm sóc đặc biệt dành cho bồ câu, dù cách này có vẻ không được Uno tán đồng. Đến lượt mình, Uno chọn cách gây ấn tượng khác. Anh chàng là người đầu tiên chủ động rủ bồ câu đi nói chuyện. Em thì nói chuyện với anh có khổ không? Không. Không khổ? Nhưng mà anh có vẻ hơi ít nói lúc lên xe. Bình thường đi xe anh không hề nói câu nào. Anh để ý là anh không bao giờ nói chuyện. Tại vì anh thì nói chuyện với em khó thì anh chẳng biết nói gì. Chắc là do thời tiết và một phần nhớ nhà nữa. Có đồ nhớ nhà rồi. Thì cuộc sống ở đây nó không có như ở nhà, không có tivi, không có điện thoại, không có internet. Buồn lắm, giống như là không được gặp bạn bè thì không có chuyện gì để nói thì buồn. Chưa quen đúng không? Đúng rồi, một phần chưa quen thôi. Anh, tự nhiên là anh thì quen rồi. Ở nhà thế cũng... là anh sống xa nhà cũng quen. Đâu, anh có sống xa nhà đâu, anh toàn sống cùng gia đình ấy chứ anh có xa nhà đâu. Chưa giờ anh đi xa nhà quá một tuần. Anh chỉ đi chơi du lịch cùng bạn bè thôi, nhưng mà chưa giờ xa nhà một tuần. Thì mấy bữa đầu em lên thì em cũng cảm thấy là có cuộc sống, có bạn bè, rồi gặp gỡ, rồi nói chuyện với những người chưa quen biết, rồi có thể giao lưu á. Thì lúc đầu thời gian thì cũng vui, nhưng mà sau đó thì cảm thấy giống như là nó bị hỏng. Nó bị hỏng, tự nhiên nó bị hỏng. Hỏng á? Nó bị hỏng, tức là tâm lý của mình chưa cân bằng lại được. Sau buổi nói chuyện, Uno đã có những suy nghĩ đầu tiên về bồ câu. Sau buổi nói chuyện tối nay, mình đã hiểu thêm một chút gì đó. Có vẻ như bồ câu không khó nói chuyện như mình nghĩ. Dù sao mình cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với em. Lá này là có vẻ là được nhất về tính tình, về ngoại hình đấy, ví dụ cả nội dung và hình thức là em hiểu hết. Bồ câu thì dáng đẹp. Với lá thì không biết như nào, nhưng mà nếu mà để xét với hình tượng, hình mẫu gần nhất của em thì em thấy là bồ câu. Em thấy anh May là khó tính, về anh Uno thì anh dễ thương, hiền. Mà nói chung là nhìn nhận vấn đề gì cũng dễ chịu hơn, không khó khăn lắm. Còn anh mì tôm cải cúc thì anh vui. Còn anh gà Tây thì có một cái gì đó chững chạc, biết quan tâm. Bồ câu dường như đang được các chàng trai để ý đến, nhưng chuyến xe chỉ mới bắt đầu. Ai sẽ đến với ai đây? Như những đợt sóng khởi lên từ nơi đâu rất xa, những câu chuyện tình cảm của 7 thành viên trên xe dường như đang bắt đầu với đầy những bất ngờ thú vị. Vậy là Biển đã nói lời xin lỗi với khán giả vì anh không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình với lý do công việc. Nhưng thành viên mới xuất hiện đã đem lại bầu không khí mới cho chiếc xe màu hồng. Các bạn trẻ đã có những hoạt động đầu tiên với chuyến hành trình mới và những sự quan tâm đầu tiên cũng đã xuất hiện với sự bạo dạn của Uno. Tình cảm của các bạn sẽ diễn biến ra sao? Họ sẽ có những khám phá mới gì? Tất cả sẽ có trong tập 45 Rung Động, Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim vào lúc 22 giờ tối thứ 3 trên kênh HTV7, lúc 20 giờ 10 phút tối thứ 2 trên kênh 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình truyền hình thực tế đi qua 64 tỉnh thành Việt Nam. Khám phá truyền thống dân tộc, những vẻ đẹp tiềm ẩn trên khắp mọi miền đất nước. Câu chuyện tràn ngập cảm xúc của 7 thành viên gồm 4 chàng trai và 3 cô gái, những diễn biến bất ngờ khó thể đoán trước. Chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, những hoạt động xã hội từ thiện tương thân tương ái đầy ý nghĩa.
hãy đăng ký tham dự hành trình kết nối như trái tim tại công ty MCV 18B/22/1Y Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 84 839 105 142, website lovebus.com.vn.